Xin cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ màn hình của đài SCN. Chúng tôi sẽ đang trở lại với chương trình phỏng vấn nhà văn Nguyễn Thế Giác, và anh đang kể lại một trận đánh mà đã làm cho anh bị thương và hiện giờ là anh vẫn còn mang vết tích trong người. Xin mời anh Giác tiếp tục. Kính thưa quý đồng hương, như anh Hải Đăng hỏi tôi bị thương vào lúc nào. Như tôi đã thưa hồi trước á, là khi mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu có lên cái hiệu triệu là quân dân cán chính miền Nam phải vùng lên tái chiếm lãnh thổ đã mất, thì chúng tôi có nhiệm vụ là chiếm lại thành phố Bồng Sơn. Mà chiếm lại thành phố Bồng Sơn không phải là trực diện chiếm Bồng Sơn, mà đơn vị trinh sát phải có cái nhiệm vụ là đánh những cái tiền đồn ở xa, mình giữ những cái cao điểm đó. Thì hồi đó là chúng tôi đã về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cho anh đại tá Lê Cầu. Sau đây tôi kể lại cái trận đánh mà phải nói là thật là hào hùng, nhưng đau thương và nước mắt nó trộn lẫn hết. Mình không phải là chiến thắng toàn diện, nhưng mà phải thành thật mà nói rất là hào hùng. Là vì sau khi mà tôi chặn đứng cái làn sóng biển người từ ở trên An Lão đổ xuống, thì quận đã mất rồi, là vì ông thiếu tá Cường khóa 16 Võ Bị đó, ông ra ông xem cái cầu Bồng Sơn còn hay mất. Ông cứ tin tưởng rằng ở bên địa phương quân vẫn còn ở bên kia cầu. Nào ngờ ông bị lãnh một trái B-40, ông chết. Thì rắn bắt đầu, quận đường không có ai chỉ huy nữa. Tôi mới nghĩ là tôi phải kéo vào giữ thành phố Bồng Sơn. Tôi vào thành phố Bồng Sơn thì cái đơn vị trinh sát, thưa chị, thưa quý vị, đánh giặc ở trong thành phố là nhà nghề rồi. Mà hơn nữa là cái thành phố đó, thành phố mà chúng tôi coi như thành phố đẻ ra chúng tôi, vì ở đó là cái nơi mà chúng tôi trú ngụ. Tôi ra lệnh tiến chiếm tất cả những cao ốc, bắt đầu sử dụng bắn tỉa. Người cộng sản ở bên kia cứ tưởng đâu rằng mình rút đi rồi, họ đương nhiên vô thành phố Bồng Sơn như chỗ không người, thì cứ tự động vô 5-6 người thì chúng tôi đẩy lật ngã. Cuối cùng thì tôi ngày hôm sau tôi nhận được một cú gọi. Tôi biết đó là ông trung đoàn phó của tôi là ông Đinh Văn Bể, trung tá Đinh Văn Bể. Ông lên vùng, ông gọi tôi. Thì tôi mừng mừng và tủi tủi, nói ra đến hôm nay mà tôi vẫn còn nhớ tuổi mà khóc. Là vì mình không còn quân viện nữa, mà tôi có hứa với ông ta là tôi sẽ giữ thành phố Bồng Sơn nếu như có tiếp viện, có đạn dược. Tôi đã đánh một đêm một ngày rồi thì thưa quý vị đâu còn đạn nhiều nữa đâu. Mà đấy là tôi bắt đầu sử dụng là tác chiến trong thành phố, bắn tỉa, thấy thì bắn, không thấy thì thôi. Và hơn nữa tôi yên chí rằng tôi bằng mọi cách sẽ tiến vô trong quận để lấy cái số đạn dược, dù thế nào họ trong quận họ cũng còn giữ ra đó. Nhưng mà ông Quận Cường, ông bị chết rồi, cho nên không còn nữa. Rắn bắt đầu, anh em ở trong quận tuôn ra thành phố Bồng Sơn như chỗ không người, chỉ còn có chúng tôi thôi. Tôi có nói với ông trung tá Đinh Văn Bể là lương thực đừng có lo, là vì dân đã bỏ đi hết rồi, tôi có thể sử dụng, trưng dụng cái số lương thực của nhà dân còn lại, làm sao cho có đạn chúng tôi đánh ngày mai. Và tôi hứa tôi sẽ giữ Bồng Sơn, bằng thành phố Bồng Sơn bằng bất cứ giá nào. Ông quay lại một lần nữa, tôi tưởng rằng ông máy bay ông vòng lại một lần nữa, ông CNC. Thì tôi tưởng rằng, tôi nghĩ bây giờ tôi nghĩ là ông vẫn còn thương cảm tôi, là vì một người phải thành thật mà nói là tôi là người mà tả sông hữu độc, đánh thì đánh, không đánh thì thôi, chứ cứ mà lưng chừng thì chỉ hảo quân mà thôi. Tôi có cái thói quen như vậy, thưa quý vị. Thì cuối cùng không đạn dược nữa, hết đạn rồi, mà nó cứ biển người vô luôn, thì làm sao đây? Cây đại liên của tôi cho thả xuống giếng. Những cái M72 tôi cho rứt ngòi nổ để cho nhẹ nhàng. Và chúng tôi một mặt ra lệnh cho Trung úy Nguyễn Chính Thắng
đến giờ này tôi nói đến Trung Quốc nghìn chiến thắng, tôi cũng còn muốn nhỏ nước mắt. Là vì tôi ra lệnh cho Thắng phải bằng mọi cách dẫn một trung đội đi về Bắc Tây, một đại đội từ ở trung đoàn xuống để giúp chúng tôi. Ông đại úy Trần Ngọc Anh, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 40, cố xuống nhưng mà xuống tới trường tiểu học Vài Tân thì nó chặn lại, nó đánh ông tơi tả, ông không có xuống bắt tay được. Trung úy Nguyễn Chính Thắng chúng tôi vượt trường Tân Bạc Hổ bằng mọi cách để mà bắt tay cho được cái đơn vị ngoài. Xin thưa ở đây Nguyễn Chính Thắng, chúng tôi mà có những cái thành tích vẻ vang như đó thì anh em chúng tôi cũng đồng lòng. Trung úy Nguyễn Chính Thắng là một thiếu sinh quân, anh ta chả cần gì hết. Xin thưa là đến độ mà lương tháng cũng không có cần nữa, lính nuôi anh ta. Nguyễn Chính Thắng nghe lệnh tôi bằng mọi cách, nghĩa là phải làm sao vượt qua Tân Bạc Hổ, trường trung học Tân Bạc Hổ. Anh vượt qua Tân Bạc Hổ thì tôi nghe những tiếng pháo lớn, mất liên lạc. Thì từ đó tôi đã coi như mất đi một cánh tay ở phía Bắc. Tôi còn cái cánh tay phía Nam là thiếu quý Lại, Lại người Quảng Nam. Anh ta cố gắng bằng mọi cách để giữ cho được cái quận. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị, một cái thành phố rộng lớn, một cái đơn vị trinh sát ngứa ngẩm gì. Hơn nữa là cái nơi mà cái liên khu 5 ngày trước là ở trên mặt khu An Lão, là họ chứa quân cả gần 2-3 sư đoàn cũng được nữa. Cho nên trong nửa đêm tôi hết đạn rồi, mà tôi cũng không liên lạc được ở trung đoàn nữa. Thưa anh, lúc đó không có máy bay trực thăng hay là khu trục gì? Dạ thưa chị, để... như thế này nè, tất cả mọi chiến trường đều bị cài răng rượt hết. Nó đau khổ như vậy là vì chúng tôi cũng đã mất một tiểu đoàn đi thụ huấn. Cài răng lược có nghĩa là sao? Cài răng lược nghĩa là cộng sản và mình trộn lẫn với nhau. Dạ, giữ nhau. Ví dụ như mà chị rút khỏi cái địa điểm đó thì người cộng sản hơi tiến chiếm lên, cho nên cứ giữ như vậy. Thì không thể bỏ bom được. Dạ. Còn trực thăng á thì cũng sử dụng những chiến trường xa. Thì lúc đó thưa anh, lúc đó là từ tình hình nó quá có vẻ như là nó quá gay cấn, mà có hai cái sư đoàn mà tổng chuẩn bị thì như lại nằm ở vùng một nào. Dạ. Nên thấy ở đây có phải nói hẳn mình hết quân. Dạ, hết là, quân tiếp viện. Vậy là mùa hè đó lửa năm 972 ạ? À? Dạ vâng, dạ vậy. Thưa đúng như anh Hải Đăng đã hết quân tiếp viện. Hai sư đoàn là dũng mãnh nhất của nước mình đó, là sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù. Chứ phải như ngày trước á, là có một cái đơn vị tiếp viện nhảy xuống là chúng tôi giữ được. Mà thưa thật với chị á, làm sao mà giữ được với một cái thành phố rộng lớn như vậy. Cuối cùng tôi chặn họ, không cho họ vô thành phố, nhưng mà tôi phải quyết định bằng mọi cách để cứu anh em chúng tôi. Cái nghề viễn thám là cái nghề của chúng tôi, thì cái anh viễn thám của chúng tôi chạy lại nói: ông thầy ơi, em có cách, em là người lê lai liều mình cứu chúa, em sẽ tuột dây xuống khỏi cái lầu này để coi cái động tĩnh như thế nào ở phía sau thành phố. Thì tôi ok, anh tuột dây xuống như đó. Mà thưa với cộng đồng người Việt ở đây phải biết giùm về chúng tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa mình đi hành quân đâu có cái bao tay như người lính Mỹ. Tuột dây xuống máu nghĩa là đỏ ròng trên hai bàn tay. Tuột dây tức là ở trên lầu tuột dạ, xuống. Dạ, trên lầu tuột xuống. Tôi ra lệnh cho anh tuột xuống trước, rồi tất cả chúng tôi tuột xuống sau. Cái đơn vị xuống tuột hết đầu rồi. Tôi ngậm ngùi đứng lại nhìn về cái hướng mà Trung úy Thắng của chúng tôi có cái nhiệm vụ đi bắt tay với một cái đơn vị phía Bắc. Nhưng mà bắt tay không được, mà khi mà anh mất liên lạc thì tôi biết anh cũng đã bị nạn rồi. Chừng đó chúng tôi tuột ra phía sau sông Lại Giang.
Như vậy là lúc đó là lúc đó anh bị thương chưa? Lúc đó anh chưa, đã bị chưa, thương chưa? Chưa, anh chưa, còn tôi khỏe. Đấy là tôi kể lại cái hồi mà tôi còn ở trinh sát thưa chị. Khi tôi qua làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thì tôi mới bị thương. Tôi tuột xuống được sông, bờ sông Đại Giang. Thì cái, những ngày hôm trước á, những cái đơn vị mà chết á, nó trôi sông đầy hết. Dân chết, người chết, lính chết, người trôi trên sông Đại Giang á. Kể, cộng với những cái đám lục bình trôi lơ lửng ở đó, anh em chúng tôi lượn vào những đám lục bình, ôm những cái xác chết, lội xuống dọc theo cái bờ sông Đại Giang, đường về hướng biển. Bằng mọi cách tôi về lại trung đoàn là vì tôi thấy trung đoàn vẫn còn. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi xin được tạm ngưng vài phút để chạy phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình và chúng tôi sẽ trở lại. Xin cảm ơn quý vị. Vô lạnh nói cho nhanh.